Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm cho Giê-ru-sa-lem biết những sự gớm ghiếc của nó. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán cùng Giê-ru-sa-lem như vậy: Bởi cội rễ và sự sinh ra của mày ở đất Ca-na-an, cha mày là người Amorít, mẹ là người Hê-tít. Về sự mày sinh ra, trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được thanh sạch, chưa xác bằng muối, chưa bọc bằng khăn, chẳng có mắt nào thương mày, đặng làm một việc trong những việc đó cho mày, vì lòng thương xót mày. Song mày đã bị quăng giữa đồng trống trong ngày mày sinh ra, vì người ta gớm mày. Khi ta qua gần mày, thấy mày tắm trong máu mình, ta phán cùng mày rằng: Dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Thật, ta phán cùng mày rằng: Dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Ta đã làm cho mày thêm nhiều ra, như vật đồng ruộng mọc lên. Mày đã nảy nở, lớn lên và trở nên đẹp đẽ lắm. Vú mày dậy lên, tóc mày dài ra, nhưng hãy còn ở lỗ và trần truồng. Khi ta qua gần mày và nhìn mày, này, tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mày, che sự trần truồng mày. Phải, ta thề cùng mày và kết giao ước với mày, thì mày trở nên của ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta rửa mày trong nước, làm cho sạch máu vấy mình mày và sức dầu cho. Ta mặc áo thêu cho mày mang giày sắc lam, thắt lưng mày bằng vải gai mịn, đắp cho mày bằng hàng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồi cho mày, xỏ vòng vào tay, mang kiềng vào cổ, tra khoen nơi mũi, đeo hoa vào tai và đội mão đẹp trên đầu mày. Như vậy, mày được trang sức bằng vàng, bằng bạc. Áo sống của mày bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ thêu. Mày nuôi mình bằng bột mì lọc, bằng mật ong và bằng dầu. Mày đã trở nên cực đẹp và thịnh vượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày, vì sự đẹp là trọn vẹn bởi oai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nhưng mày cậy sắc đẹp mình, cậy danh tiếng mình mà buông sự dâm dục, hành dâm cùng mọi kẻ trải qua, phó mình mày cho nó. Mày dùng áo sống mình và làm các nơi cao cho mình, trang sức nhiều mùi và làm sự dâm loạn tại đó. Điều ấy sẽ chẳng đến, cũng sẽ chẳng có bao giờ. Mày cũng đã lấy những đồ trang sức trọng thể làm bằng vàng và bạc mà ta đã ban cho mày. Mày dùng làm hình người nam rồi hành dâm với nó. Mày lấy áo sống thêu của mình mà đắp cho chúng nó, lấy dầu và hương của ta bày ra trước mặt chúng nó. Bánh mà ta đã ban cho mày, bột mì lọc, dầu và mật ong mà ta cho mày ăn, thì mày đem ra mà bày ra hết trước mặt chúng nó để làm mùi thơm tho. Thật có sự ấy, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mày đã bắt những con trai, con gái mà mày đã sinh ra cho ta, đem dâng cho chúng nó đặng nuốt đi. Những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Mày đã giết con cái ta và đã đưa qua trên lửa mà nộp cho chúng nó. Giữa mọi sự gớm ghiếc và sự tà dâm mày, mày không nhớ lúc còn thơ trẻ, khi mày hãy còn ở lỗ, truồng trần hết cả, tắm trong máu mình. Chúa Giê-hô-va phán: Khốn nạn, khốn nạn cho mày, sau khi mày làm mọi sự dữ ấy, lại xây vòng khung cho mình,
dựng nơi cao cho mình trên mọi đường phố. Nơi lối vào các đường phố, mày xây nơi cao mình và đã làm cho sự đẹp đẽ mày nên gớm ghiếc. Mày đã nộp mình cho mọi người đi qua và thêm nhiều sự tà dâm mày. Mày đã hành dâm với những người Ai Cập là người lân cận mày, có thân thể mạnh mẽ. Mày đã thêm nhiều sự tà dâm đặng chọc giận ta. Vậy, ta đã giang tay ta trên mày, bớt phần đã chỉ định cho mày, và phó mày cho ý muốn của kẻ ghét mày, tức các con gái Philistine. Chúng nó đã mắc cỡ về sự hành dâm của mày. Mày cũng đã hành dâm cùng những người Assyri vì mày không no chán. Sau khi đã phạm tội tà dâm với chúng nó, mày còn chưa no chán. Vả, mày đã thêm nhiều sự dâm dục với đất Canaan cho đến canh đê, thế mà mày cũng chưa no chán. Chúa Giê-hô-va phán: Ôi, lòng mày luốt lát là giường nào? Mày phạm mọi việc đó là việc của đàn bà tà dâm không biết xấu. Khi mày xây vòng khung mình nơi lối vào mỗi đường, dựng nơi cao trên mỗi đường phố, mày không giống như đứa điếm đỉ, bởi mày khinh tiền công. Mày là đàn bà ngoại tình, tiếp người lạ thay vì chồng mình. Hễ là đứa điếm đỉ thì được tiền công, nhưng mày thì dâng lễ vật cho hết thảy tình nhân mày. Mày đã hối lộ cho chúng, để chúng đến tư bề mà hành dâm với mày. Mày đã làm trái với đàn bà khác trong sự tà dâm mày, vì người ta không tìm mày và mày trả tiền công, còn người ta không cho mày chi hết. Ấy là mày trái với những kẻ khác. Vậy nên, hỡi kẻ điếm đỉ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì cớ mày đã đổ ra sự ô uế, tỏ ra sự trần truồng bởi sự hành dâm với tình nhân mày, và vì cớ mọi thần tượng gớm ghiếc của mày, cũng vì cớ máu con cái mày đã dâng cho chúng nó, cho nên, này, ta sẽ nhóm hết thảy tình nhân mày, tức những kẻ mày ưa thích, mọi kẻ mày yêu, mọi kẻ mày ghét, ta sẽ nhóm chúng nó từ mọi bề đến nghịch cùng mày. Ta sẽ lột truồng mày cho chúng nó sẽ thấy hết. Ta sẽ đoán phạt mày, như đoán phạt đàn bà bội chồng và làm đổ máu. Ta sẽ lấy máu của sự giận dữ và ghen tương mà đổ trên mày. Ta cũng sẽ phó mày vào tay chúng nó. Chúng nó sẽ phá vòng khung và đổ các nơi cao của mày, lột áo sống mày, cất lấy đồ trang sức đẹp đẽ mày, để mày ở lỗ và trần truồng. Chúng nó sẽ khiến một lũ người lên nghịch cùng mày, ném đá mày và đâm mày bằng gươm. Chúng nó sẽ lấy lửa đốt nhà mày, đoán xét mày trước mắt nhiều đàn bà. Ta sẽ làm cho mày hết hành dâm và mày cũng không cho tiền công nữa. Vậy thì, cơn giận ta sẽ dứt, sự ghen tương ta lìa khỏi mày và ta yên lặng, không giận nữa. Vì mày không nhớ lúc mình còn thơ bé và đã nóng giận nghịch cùng ta trong mọi việc. Cho nên, này, ta cũng sẽ làm cho đường lối mày lại đổ trên đầu mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mày sẽ không thêm sự hành dâm này vào mọi sự gớm ghiếc mày nữa. Phàm người hay dùng tục ngữ sẽ lấy câu tục ngữ này mà nói về mày: mẹ thế nào, con gái thế ấy. Mày là con gái của mẹ mày. Mẹ mày đã chán bỏ chồng con mình. Mày là em các chị mày. Các chị mày đã chán bỏ chồng con mình. Mẹ mày là người Hê-tít và cha mày là người Amorít. Chị mày là Samari cùng các con gái nó ở bên tả mày. Em mày là Sodom cùng các con gái nó ở bên hữu mày. Còn mày không bước đi trong đường chúng nó và không phạm những sự gớm ghiếc giống nhau. Mày cho điều đó là nhỏ mọn, nhưng mày đã tự làm ra xấu hơn chúng nó trong mọi đường lối mày nữa. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, Sodom, em gái mày, chính mình nó và con gái nó chưa từng làm sự mày và con gái mày đã làm. Này, đây là sự gian ác của em gái mày là Sodom và các con gái nó. Ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê và ở nể cách sung sướng. Nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng nó đã trở nên kiêu ngạo
phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta, nên ta đã trừ chúng nó đi vừa khi ta thấy mọi điều đó. Samari, chưa phạm đến phân nửa tội mà mày đã phạm. Mày đã thêm nhiều sự gớm ghiếc hơn nó, và bởi những sự gớm ghiếc mày đã phạm, thì chị em mày còn được kể là công bình. Mày xét đoán chị em mày, ấy là mày chuốc lấy sự xấu hổ mình. Vì cớ tội lỗi mày còn là đáng gớm hơn chúng nó, thì chúng nó là công bình hơn mày. Vậy, mày cũng hãy mang nhơ chịu hổ, vì mày đã làm cho chị em mày được kể là công bình. Ta sẽ đem những phu tù của Sodom và các con gái nó trở về, đem những phu tù của Samari và các con gái nó trở về, cũng đem các phu tù của mày ở giữa chúng nó trở về nữa, để mày mang nhuốc mình và chịu hổ về mọi điều mày đã làm, vì đã làm cho chúng nó được yên ủi. Chị em mày, Sodom và con gái nó sẽ trở lại như khi xưa. Samari cùng con gái nó cũng trở lại như khi xưa. Mày cùng con gái mày cũng sẽ trở lại như khi xưa. Trong ngày mày kiêu ngạo, miệng mày chẳng nhắc đến tên Sodom em mày. Lúc đó sự dữ của mày chưa lộ ra, mày còn chưa bị những lời nhiếc móc của con gái Syri và hết thảy các xứ lân cận của các con gái Philistin nó khinh dễ mày tư bề. Mày đã mang lấy sự hành dâm và sự gớm ghiếc của mày, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, mày đã khinh dễ lời thề mà dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ đối đãi mày như mày đã làm. Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mày đang ngày mày thơ bé. Ta vì mày sẽ lập một giao ước đời đời. Khi mày sẽ nhận lấy những chị em mày, mày sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bây giờ, ta sẽ trao chúng nó cho mày làm con gái, nhưng không cứ theo giao ước mày. Ta sẽ lập giao ước ta với mày. Mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, hầu cho mày được nhớ lại và hổ ngươi. Vì cớ sự xấu hổ mày, mày chẳng còn mở miệng nữa, khi ta đã tha thứ mọi điều mày đã làm. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 17. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, khá ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Israel. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Có một chim ưng lớn, cánh lớn, lông dài, đầy lông và có nhiều sắc, đến Liban và lấy ngọn cây hương bách đi. Nó bẻ nhành non rất cao, đem đến trong một đất thương mại và để trong một thành của người buôn bán. Sau rồi, nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt, đặt gần nơi nhiều nước và trồng như cây liễu. Cây nứt lên, trở nên một gốc nho diềm già nhưng không cao mấy. Những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó căng ra ở dưới. Vậy, nó trở nên một gốc nho, sinh ra những tược và nứt chồi. Nhưng có một chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều. Này, gốc nho từ chỗ đất mình đã được trồng, căng rễ ra và ngã nhành hướng về nó, hầu cho chim ưng ấy đến tưới mình. Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tược, ra trái, trở nên cây nho tốt. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Cây nho há được thạnh tốt sao? Chim ưng kia há chẳng nhổ rễ nó, cắt trái nó, cho đến nỗi làm khô héo hết những lá non nó đã nứt ra sao? Không cần có cánh tay mạnh, cũng không cần nhiều người để làm tróc rễ nó. Kìa, đã trồng nó có được thạnh tốt chăng? Vừa khi gió đông đụng đến nó há chẳng khô héo cả sao? Phải, nó sẽ khô nơi cùng một luống đất mà nó đã được trồng. Vả có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hãy nói cùng nhà loạn nghịch ấy rằng: Các ngươi không biết điều đó có ý nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng: Này, vua Babylon đã đi đến Jerusalem, đã bắt vua và các quan trưởng đem đi với mình về Babylon. Vua ấy đã chọn một con vua, lập giao ước với, khiến phát lời thề, và đã điệu những người mạnh trong đất đi, đặng cho nước phải sa sút,
không tự dấy lên được, song bởi giữ giao ước thì nước còn lại. Nhưng vua đã dấy loạn nghịch cùng vua Babylon, mà sai sứ thần đến Ai Cập đã người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Người há được thịnh vượng sao? Người đã làm những việc như vậy há thoát nạn được sao? Đã dứt bỏ lời giao ước còn mong thoát nạn. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dễ lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Babylon. Pharaoh sẽ không đi với một đạo binh lớn và những toán lính đông đến cứu viện trong sự giao chiến, khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. Thật vậy, Sê-đê-kia đã khinh dễ lời thề, phạm đến giao ước. Này, đã trao tay ra rồi, thế mà nó còn làm những sự ấy, nó chắc không thoát khỏi. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật như ta hằng sống, nó đã khinh dễ lời thề ta, dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ khiến điều đó đổ lại trên đầu nó. Ta sẽ giăng lưới ta trên nó sẽ mắc vào lưới ta. Ta sẽ đem nó qua Babylon, tại đó ta sẽ đoán xét nó về tội nghịch cùng ta. Phàm những quân lính nó đi trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm, những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc hướng về mọi gió. Bây giờ các ngươi sẽ biết ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đã phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Chính ta cũng sẽ lấy ngọn cây hương bách cao và ta sẽ trồng. Ở nơi cuối cùng những nhánh nó, ta sẽ bẻ một chồi non, và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ nứt nhành và ra trái, sẽ trở nên cây hương bách tốt. Cả loài chim sẽ đến núp dưới nó, hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô cây xanh và làm cho cây khô tốt lên. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành sự đó. Chương 19. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Song người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên,
lại có đề mục danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng: Hãy đến, bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Chương 20. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Thi Thiên 88. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt,
Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được, mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày, các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bộ bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.